Xin chào quý vị và các bạn, tên tôi là Nguyễn Giang Trung. Hôm nay tôi xin giới thiệu quý vị và các bạn video clip vệ sinh bảo dưỡng tủ điện quạt tăng áp cầu thang bộ. Hệ thống quạt tăng áp cầu thang bộ là một hệ thống hết sức quan trọng. Hệ thống này hoạt động khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Để hệ thống hoạt động tốt thì công việc vệ sinh bảo dưỡng thường xuyên theo định kỳ. Để làm được công việc này thì chúng ta làm các bước sau đây. Để vệ sinh được quạt tủ điện quạt tăng áp cầu thang bộ thì chúng ta chuẩn bị đồ như sau. Thứ nhất là máy hút bụi, thứ hai là lô điện, thứ ba là ampe kìm, thứ tư là khăn lau và chổi lông, thứ năm là hòm đồ kỹ thuật. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ tắt các át tổng và át nhánh để đảm bảo cho an toàn cho khi vệ sinh bảo dưỡng. Tiếp đó, chúng ta khi tắt các át rồi, chúng ta phải kiểm tra dòng điện còn hay không. Khi chúng ta cầm ampe kìm thì chúng ta phải chuyển công tắc lên chế độ nút xoay chiều. Như vậy khi chúng ta đã cắt điện thì không còn điện áp xông vào nữa. Bước 2, chúng ta dùng chổi lông để vệ sinh các thiết bị bên trong tủ. Bước 3, chúng ta dùng máy hút bụi để hút các cái bụi bẩn xung quanh. Bước 4 là chúng ta đóng cánh tủ lại để dùng chổi lông để vệ sinh tất cả các cái bụi bẩn bên ngoài của tủ điện. Và dùng khăn lau để lau các cái bụi bẩn xung quanh. Bước 5, chúng ta siết lại các tiết điểm của các đai ốc vít bị lỏng lẻo. Khi vệ sinh bảo dưỡng xong thì chúng ta sẽ thít lại các dây lại cho gọn và đi theo chiều hướng của tủ điện. Khi vệ sinh tủ điện quạt tăng áp xong thì chúng ta sẽ bật áp tăng áp cấp nguồn vào. Khi chúng ta cấp nguồn lại cho tủ điện thì chúng ta phải đo dòng điện có vào hay không. Chúng ta sẽ để thang dòng điện xoay chiều. Tôi vừa giới thiệu với quý vị và các bạn video clip vệ sinh quạt tăng áp cầu thang bộ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.